Bây giờ đội nào chơi trước? Xỉm xì ạ. Đúng ạ. 3, 2, 1. Thắng. Chơi trước hay sau? Đương nhiên là chơi sau rồi. Rồi, đội của mình sẽ là đội chơi trước. Mời lựa chọn vị trí. Ok, em hứng chứ chưa? Em hứng. Ok. Để em tin anh. 7 điểm. Dơ quá à. Trời ơi, sao anh hỏi vô mặt xong mà anh không dính kỳ vậy ta, nhúng nước vô em. Tại anh làm mạnh quá. Rồi, công nhận, công nhận. Liên tục. 7 điểm. Trời anh rồi, đừng có rung. Anh cười rung rồi anh thắng sai kìa. Anh chỉ xuống xíu đi. Anh chỉ xuống xíu đi. Vô cái lỗ mũi lắm vô miệng luôn. Anh Lực, bỗng lên. Bỗng lên em hứng à. Ủa sao lụm ra? Mém vô miệng anh rồi. Để đi, trên trán có kìa, trên trán có. Trên trán 3 điểm. 3 điểm. Là 10 điểm rồi đó. Yeah. 3. 3 điểm. 3 điểm là 13 điểm rồi, xin cảm ơn. Như vậy là Tiến Luật là không thích dùng mặt nạ. Chơi mặt mộc. Mặt mộc nhưng đừng phun nước miếng nha cưng. Cái lưỡi. Cái đó khó lắm mà. Anh Kỵ Thủy. Kỵ Thủy. Trời. Mạnh quá vậy. Mạnh dữ vậy. Em trai. Mạnh quá em trai. Mạnh nó mới bay. Sợ cái lỗ tai gan phu luôn em trai. Mạnh nó mới chết. Trời. Mọi người Tiến Luật cái khu vực 3 điểm nhiều quá ha. Khó à, khu đó trơn lắm. Đây nè. Anh ngửa đây một tí. Khu đó trơn. Nó trơn quá, nó trơn qua luôn á anh. Nó không có độ bám. Ôi cái này nó mới dính cái mặt anh nó trơn. Mặt tôi không có vừa. Thì lấy hai con mắt thôi. Mặt tôi đắp mặt nạ kỳ lắm. Ủa là còn mới gần khoảng trên này luôn á. Còn mới gần khoảng trên này luôn á. Chị không nổi. Tôi sợ lắm thiệt. Rớt cái mặt nạ rồi. Đi 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 đi. Mày vô gì con mắt rồi. Vô con mắt rồi, vô con mắt rồi bạn ơi. 7 điểm. Vô con mắt rồi, vô con mắt. 7. Dính rồi kìa. 10 điểm rồi. Ráng con mắt rồi ngon nha. Tôi dừng vô miệng anh nha. Anh ngậm lại đi, đừng nói nữa. Chưa dính nào. Xuất sắc anh ơi. Sorry anh trai. Không sao em, không sao. Em bắn chính xác lắm. Bắn như vậy là lượt này là 17 điểm. Hồi nãy là 13 đúng không ạ? Là hiện tại đội của Vinh Luật với lại Hà Nhi là đang có được là 30 điểm rồi. Dạ. Giờ tới lượt Hà Nhi. Dạ, em xin phép mà được phun vào mặt. Được phun vào mặt anh. Chưa thấy Vinh. Dạ, anh. Ok. Mạnh quá, nhẹ thôi bé. Em lấy cái hơi người thường, đừng có lấy cái hơi ca sĩ em phun. Trời ơi, xuống cỏ rồi. Được tỉnh không anh? Cứ phun đi em. Anh Vinh đứng cao lên đi, bé bị qua đầu anh không ạ? À, cái cây súng mà chĩa lên này nè, phải chĩa ngang vậy nè. Chĩa ngang nha. Ngang.
em cầm đây nè, em cầm đây nè, em cầm đây nè. Rồi, ok. Phúc. Ba điểm. 3 điểm là 6 điểm. Đó, vô điểm rồi kìa. Chưa được. Đó, vô điểm rồi kìa. Chưa được. Ok, liên tục. Rồi, 3 điểm. Đúng rồi, đúng rồi. 3 điểm nữa là 9 điểm. Như vậy, 39 sau 3 lượt của 3 thành viên, 39 điểm. Các bạn đã có được 39 điểm, chúc mừng. Em xin cảm ơn anh Vinh ạ. À. Dạ, em xin lỗi anh nhiều. Không sao. Kinh nghiệm đầy mình. Trăng trăng, thiện thiện, mỹ mỹ. Dạ. Chúng em xin thua. Không được thua. Không cho thua. Tụi em được xin mà. Tụi em chơi. Sẽ cố gắng mấy vòng sau. Chơi. Nhanh lên nào. Dơ. Nhanh nào. Ủa là nói cho tôi dơ hả? Ý là sợ trôi make up hiện nguyên hình đúng không? Mời vô đây. Tụi em được xin thua mà. Tại vì tụi em sợ. Tụi em sẽ chơi ở vòng sau. Vậy tụi em sẽ hả họng đúng không? Nhanh nào. Rồi, tụi em bù đắp lại bằng trái khác. Trời. Có điểm rồi, 3 điểm rồi. Con mắt. Khoan. Nó rớt vô trong đây luôn rồi. À, thật sự là nước miếng không đó. Nó dặn trên tè. Vô mà kệ phải không? Hết sốt. Và rất là mạnh luôn á. Ờ, đau quá trời đau luôn á. Lụng chán luôn. Trời, rớt luôn, thằng giấy luôn. Chết. Đứng nghe chán luôn à. 5 điểm. 6 điểm rồi. Thôi. Ngọc không dư, không biết gì hết. Yeah. Lỗ mũi. Con mắt. À, 6, 7, 13 điểm. Wow. Đừng có phun vậy. Chọn cao hay thấp chị? Nữa. Thấp xuống, đúng không? Đó, quá trời luôn kìa. Không, đầy đủ luôn. Cái này là cái này ấy thôi mà, phải có hộp chứ gì đây rồi. Vừa thôi chứ. Cái này vụng đâu tính được. Cái này tính được một, cái này là 3 điểm nè. Cái này bự nhất 3 điểm. Rồi. Đúng không? Rồi, 3 điểm. Gì vậy chị Ngọc? Chị Ngọc ơi nước không à. Dính đầy nấm mèo. Ngọc bán nhìn dơ quá ha. Ôi trời mọi người. Chị Ngọc ơi nước không à. Dính đây nè, dính cục bự nè. Trời. 3 điểm nè. Đây điểm ba, đây là 3 nữa là 6. Rồi đủ rồi. 3 9. 9 điểm. Ủa sao nó nát bét vậy? Nhiễn cũng vừa rồi. Anh nhiễn nhiều quá trời vậy. Hồi nãy là 13. Chị nghe. 13 với 9 là 22. 22. Chị nghe lời ông luật. 22 mà nãy đội luật là 39 là còn bao nhiêu nữa ạ? 17. 17. Trời ơi, dài phải kiếm 17 điểm. Dính. Dạ. 3 điểm. Rồi, 2 con 7 nữa thì mới quyền. Á.
Hai con bảy đó thì mới què thôi đó. Em mới bỏ vô. Khoan, xí. Nước quá chị ạ. Nước quá lạnh quá. Thấp xuống đi, em cao quá ngon. Trời ơi. Em ngồi đây nha. Con mắt. Trời ơi. Đây cần này quá. Này là ngon nè. Lực đừng đứng phía sau nha anh Lực ơi. Gì? Điểm thua. Thắng rồi. Như vậy đội chiến thắng ở trò chơi này là đội Hà Nhi, Tiến Lực và Trương Thế Vinh. Như vậy là lượt đầu tiên, trò chơi đầu tiên, đội Tiến Lực Hà Nhi và Trương Thế Vinh thắng. Đội chúng ta, đội Chân Thiện Mỹ Phun Rất Đẹp thua. Như vậy là ở trò